quý vị ơi, thật tuyệt vời. Trước mặt chúng ta là con K3000 đời 2012. Giá khởi điểm là 225 triệu. Đấy. Và tôi là xe tải. Hôm nay tôi sẽ review cho các bác một con xe đang có mặt tại salon xe đẹp 888 để cho các bác thấy được cái vẻ đẹp cùng với sự tiện lợi của K3000. Đây, chúng ta cùng đi review chi tiết các bác nhá. Đây này, tất cả phần chắn xe này không đâm đụng va chạm, xe rất đều và đẹp. Đây, phần đèn này, đèn rất sáng và trong luôn. Vì bên kỹ thuật có chút trục trặc nên em quay bằng tay nên chất lượng video nó hơi có độ rung giật nhẹ, nhưng các bác thông cảm. Đây, phần đèn này, tất cả phần đèn này, phần cột A này. Đây, các bác nhìn cột A này rất là chắc chắn, bền bỉ, không đâm đụng va chạm, tất cả rất là liền lạc này. Đấy, tất cả phần mắng mưa nữa này rất là mỏng, không lượn bả mắc tít. Và đi xem xe thì các bác cũng xem bên kia thế nhá, để chọn được mẫu xe phù hợp tốt nhất. Đây, em này đến tháng đăng kiểm đến tháng 4 năm 2020 thôi. Các bác về cứ chạy thoải mái thôi, cần phải lo kiểm đăng ký gì cả. Đấy. Phần bánh tương đối này. Sau đây thì em cùng quý vị và các bạn sẽ review phần nội thất này. Đây là tổng thể em K3000 2012. Xe rất đều và đẹp. Tắp đi cửa đây. Phần keo chỉ này, các bác nhìn keo chỉ này, rồi có thể sờ thấy nhá. Đây, rất là mỏng luôn, không gợn bả mát tít gì cả. Đây, để cho các bác xem phần đinh bấm của em này. Trời mưa xong không khí rất là dễ chịu ấy. Đây, phần đinh bấm tất cả này còn mới nhá, liền lạc, không va chạm bao mụn cả. Đấy, nó bác nào thiện chí thì xuống bên em tại salon xe đẹp 88 tại Giang Khánh, Giang Tiên, Phú Lương, Thái Nguyên. Bên em sẽ tư vấn chăm sóc các bác chọn được mẫu xe phù hợp, không phải em này thì là em khác. Chắc chắn xuống với xe đẹp các bác sẽ hài lòng cả về chất lượng lẫn thái độ phục vụ rất là tận tình, chu đáo. Đây, phần lỗ bên trong à, đồng hồ, vô lăng, điều hòa. Đấy, phần trần xe khá là đều xe, tuy không được đẹp xuất sắc nhưng em nó còn rất là chất lượng. Thành thùng cho bác xem là phần diềm thùng này, đinh bấm của hãng này. Đây, đây là phần sàn sóng của em K3000 2012 các bác nhá. Giá khởi điểm của em nó chỉ 225 triệu thôi. Giá rất là hợp lý, yêu thương, phù hợp cho những bác tài mới khởi nghiệp, mới bắt đầu làm kinh tế bằng vô lăng. Đấy. Đây, phần thùng xe này, xe rất là mới nhá, thùng kín, chở khô rất là tốt, chở lúa gạo này, các hàng tạp hóa. Biển 36C các bác nhá. Thì để tư vấn cho các bác được tốt hơn thì bên em có làm thêm một số mới, là số đuôi 39 ở trên màn hình.
các bác kết bạn Zalo để em được tư vấn và chăm sóc các bác được tốt hơn nhá. Nếu bác nào thiện chí thì xuống bên em Salon Sẽ Đẹp tháng 8, bên em sẽ có gia lộc miễn phí, gia lộc cho các bác được may mắn và làm ăn phát tài phát lộc vui vẻ khi ra về. Nếu bác nào thấy hay và ý nghĩa thì like và nút đăng ký ở bên dưới cho em. Còn nếu mà thấy chỗ nào còn sai sót và còn để cho em được sửa chữa để tư vấn các bác được tốt hơn. Đấy, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip lần sau. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả, vui vẻ. Nếu của chú bác thấy hay, thấy có ích thì hãy bấm vào biểu tượng cái chuông và nút đăng ký phía dưới để là người cập nhật những video mới nhất của Sẽ Đẹp 88 của chú bác anh chị nhá. Đăng ký giúp em, đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông ở bên dưới của chú bác anh chị nhá.